Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái mạng Smart Chain BLP PEP20 vào cái ví MetaMask trên trình duyệt web. Ok, thì đây KTV đã thêm cái ví MetaMask vào cái trình duyệt Chrome rồi đây này. Và quý vị ai chưa biết thêm thì quý vị có thể tìm cái video trước mà KTV đã chia sẻ. Rồi, bây giờ KTV sẽ bấm vào cái biểu tượng ví MetaMask này. Quý vị để ý này, ở đây nó mặc định của cái ví MetaMask là nó chạy trên cái nền tảng ERC20 Ethereum Mainnet đây này. Thì quý vị bấm vào đây. Đó, quý vị bấm vào này. Quý vị chọn cái dưới cùng đây này. Custom RPC. Đó. Cái ô đầu tiên là ô network lên thì quý vị để là Binance Smart Chain. Cái ô thứ hai là cái ô new RPC URL. Thì quý vị để này. Đây. Quý vị đánh chính xác này, https 2.2 gạch sược bsc gạch ngang datasheet.binance.org gạch sược. Cái ô thứ ba là cái ô chain ID, quý vị để là 56. Rồi, cái ô thứ tư là cái ô currency symbol. Quý vị đề là BNB. Cái ô thứ 5 là cái ô Block Explorer. Thì quý vị đánh là https 2.2 gạch sược bsc-scan.com. Đó. Đây, quý vị để ý đánh chính xác nha. Rồi, sau khi quý vị nhập chính xác xong, quý vị bấm vào Server để thêm nó vào. Ok, vậy là đã thêm cái mạng Smart Chain của Binance vào cái ví MetaMask rồi. Quý vị bấm mặt trở lại này. Quý vị có vẻ tắt cái này đi. Rồi, thì đây, đây là cái giao diện của cái Binance Smart Chain này. Quý vị cũng bấm vào Add Token để thêm các token nó chạy trên cái mạng PEP20 này. Rồi, ở cái ô tìm kiếm đây này. Ví dụ KTV muốn bật cái BUSD này đi thì KTV sẽ đánh là BUSD này. Đó. Đây, thì quý vị chọn luôn này. BUSD đây này. Rồi, quý vị chọn đây, quý vị bấm vào LEC này. Rồi, quý vị bấm vào Add Token. Rồi. Quý vị bấm mũi tên trở lại. Đây. Thì cái BUSD nó sẽ hiện lên cái giao diện chính của cái ví này này. Rồi, trường hợp tiếp theo là cái token nó không có trong cái danh sách mặc định ở trên này. Thì quý vị hãy vào một trang web. Quý vị hãy vào trang bsc-scan.com để quý vị lấy cái smart contract của nó. Rồi, quý vị đánh vào cái ô tìm kiếm đây này. Ví dụ KTV sẽ tìm cái token có mã là BEX. Đây. Thì nó chính là cái BEX BD swap đây này. KTV sẽ chọn luôn cái này. Đây. Quý vị để ý đến cái từ contract này. Đây. Nó chính là cái contract của cái token back này. Quý vị bấm vào cái biểu tượng copy đây này. Để copy. Rồi, sau khi copy xong, quý vị trở lại cái ví MetaMask. Quý vị cũng
chọn là Add Token. Quý vị chọn tiếp là Custom Token đây này. Rồi, quý vị hãy dán cái contract vừa copy vào cái ô thứ nhất. Dán. Rồi, cái ô thứ hai và ô thứ ba nó sẽ tự nhận. Quý vị chỉ việc bấm vào Next này. Rồi, quý vị chọn tiếp là Add Token. Đó, vậy là cái token back này nó đã được thêm vào rồi đây này. Quý vị bấm cái mũi tên để trở lại này. Đây, nó đã lên rồi đây này. Và quý vị lưu ý, cái smart chain này nó chạy trên cái nền tảng PEP20 là phiên bản nâng cấp của PEP2. Vì vậy, quý vị muốn gửi coin từ sàn Binance về cái mạng Binance Smart Chain này, quý vị hết sức lưu ý là quý vị chọn đúng cái network của nó là PEP20. Còn nếu quý vị gửi nhầm sang cái PEP2 hoặc là gửi nhầm sang cái ERC20 là quý vị sẽ bị mất coin đấy ạ. Rồi, vậy là KTV vừa chia sẻ xong cùng quý vị cách để thêm cái Binance Smart Chain vào cái ví MetaMask trên trình duyệt cho Dome. Và nếu có những thắc mắc gì, quý vị hãy comment ngay dưới video này. KTV xin kết thúc video tại đây.